Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Và để tiếp tục, Tường Vi kính mời quý vị theo dõi chương trình thứ 7 của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam thực hiện tại vùng Bắc Virginia. Kính thưa quý khán thính giả, hôm nay chương trình Hạnh Phúc Từ Đâu xin được trở lại với cô nha sĩ Nguyễn Phương Hiếu, một thành viên của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam, qua đề tài Thế nào là một đời sống bất hạnh qua lời Chúa trong Nguyễn Kinh Thánh. Kính mời cô Phương Hiếu. Xin kính chào chị. Kính chào quý khán thính giả. Hạnh phúc là một đề tài luôn khiến cho con người mơ hồ. Hạnh phúc rốt cuộc là gì? Mỗi một người có một cách lý giải định nghĩa hạnh phúc khác nhau. Giới văn sĩ, triết gia, khoa học gia cũng không ngừng khám phá. Kinh Thánh mà cơ đốc nhân đều có cho chúng ta biết chỉ có hai địa chỉ để sống: sống bất hạnh và hạnh phúc. Hai địa chỉ này rất khác biệt nhau nên chúng ta không thể lầm lẫn được. Nhưng điều làm cho chúng ta ngạc nhiên là dù rất khác biệt mà vẫn có vài con cái Chúa cuối cùng vẫn sống làm địa chỉ. Hôm nay tôi muốn nói về cái địa chỉ mà người sống sẽ bất hạnh. Xin mời quý vị đọc trong Kinh Thánh Giê-rô-mi đoạn 17 câu số 5 và câu số 6. Đức Giê-hô-va phán như vậy: đáng rủa xả thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy xác thịt làm cánh tay, lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va. Nó sẽ như thạch thảo trong sa mạc, không thấy phước đến, nhưng ở trong nơi đồng vắng, khô khan, ở trên đất mặn không dân ở. Có hai nguyên nhân sống bất hạnh và bốn hậu quả qua câu phán của Đức Giê-hô-va. Nguyên nhân thứ nhất, nhờ cậy loài người. Câu số 5 cho chúng ta biết: kẻ nhờ cậy loài người, thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va còn hơn tin cậy loài người. Trong Thi Thiên 118 câu số 8. Có biết bao nhiêu chuyện xảy ra rất tai hại cho chúng ta do việc đặt sự tin cậy vào loài người. Chúng ta đã thất bại vì dựa vào sự khôn ngoan của mình. Kinh nghiệm của mình không đủ để chống cự với sự gian dối của con người, để rồi cuối cùng phải ôm hận vào lòng. Nhờ cậy loài người còn có một ý nghĩa khác, đó là quan tâm chú ý đến sự phê phán, nhận định của loài người, tức là quá chú trọng đến dư luận khen chê mà có quyết định sai trái với sự chỉ bảo của Chúa. Đó là những người nhờ cậy loài người thay vì nhờ cậy Chúa. Chúa phán những kẻ đó đáng rủa xả. Nguyên nhân thứ hai là dựa vào sức mạnh của thế gian. Câu số 5 tiếp theo: lấy xác thịt làm cánh tay, lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va. Có người nghĩ rằng họ sẽ có thể giải quyết tất cả nan đề trong cuộc sống bằng cách riêng của mình. Hôm nay tôi muốn nói với những người đó rằng họ sẽ thất bại. Họ sẽ không thể tự sức mình hay sức của loài người để làm sức mạnh vạn năng giải quyết tất cả nan đề của con người. Bao nhiêu nhân vật tài giỏi của nhân loại đưa ra nhiều mưu trước để cai trị đất nước, sửa trị dân đều công nhận một điều: thiên thời là một yếu tố chính quyết định thành công hay thất bại dù đã tận nhân lực. Ví dụ, anh Mark Daniel, 24 tuổi, cư ngụ tại Virginia, bị lãnh án 7 tháng tù treo về tội lái xe vì anh là một người mù. Đây là một trường hợp bất thường vì anh này mù cả hai mắt, phải nhờ cặp mắt sáng của người bạn nhưng say rượu nặng hơn ngồi bên cạnh, hướng dẫn anh lái xe trên một quãng đường khoảng 8 mile trước khi bị cảnh sát bắt. Để tự bào chữa, anh Mark Daniel nói rằng: lúc đó đã 3 giờ sáng, tôi ở trong một quán rượu bước ra và người bạn đồng hành của tôi lại say rượu quá nên buộc tôi phải lái xe thế cho anh. Quan tòa sau khi tuyên án đã cảnh cáo: cái trò đùa của anh là một trò đùa nguy hiểm. Nếu anh còn lái xe nữa, tôi sẽ cho anh ngồi tù thật sự. Thưa quý khán thính giả, những ai tin vào thế gian để dẫn dắt mình cũng giống như anh chàng say rượu kia, giao tánh mạng của mình cho một người mù lái xe đưa mình về nhà. Còn anh mù tin rằng đôi mắt của một người say rượu có thể giúp người mù lái xe an toàn. Hai người bất toàn cộng lại không thành một người hoàn toàn được. Hai người có tội hợp lại không thành một người vô tội. Đời sống bất hạnh nhận được bốn hậu quả. Hậu quả thứ nhất, sống nơi không thích hợp. Câu số 6, nó sẽ như thạch thảo trong sa mạc. Cây, cỏ, hoa sống trong sa mạc là sống lầm chỗ. Con cái Chúa sống lầm địa chỉ giống như cây thạch thảo mọc trong sa mạc. Cây phải sống gần dòng nước, gần dòng sông, gần những con suối.
Cây cỏ nào mọc trong sa mạc là không mọc đúng chỗ, sống cằn cỗi, vô dụng, sống như thạch thảo trong sa mạc. Nếu chúng ta sống không đúng chỗ, đời sống thuộc linh, không phát triển, dậm chân vào gót thi, thụt lùi như giá nhà ở Texas. Nếu sống đúng địa chỉ, cuộc sống tâm linh tăng triển nhanh như giá nhà ở Virginia hay San Jose. Hậu quả thứ hai, không thấy điều thật sự quan trọng. Câu số 6, không thấy phước đến. Khi sống làm địa chỉ, chúng ta sẽ giống như kẻ mù, không thấy điều quan trọng thật sự trong cuộc sống. Không có cái gì quan trọng hơn linh hồn của chính mình. Chúa Giêsu đã từng phán, nếu được cả thế gian mà mất linh hồn thì chẳng được chi. Nếu sống làm chỗ, chúng ta sẽ không thấy điều quan trọng thật sự, không thấy Chúa là đứng ban phước cho mình. Ví dụ, công tử Ngụy Mâu đến gặp vua Triệu. Trước mặt vua là một thước lụa và một người thợ làm mũ. Người thợ thấy có khách bèn lui ra. Ngụy Mâu nói, nếu đại vương biết quý trọng nước như quý trọng thước lụa này, thì nước Triệu này sẽ thành trị. Vua không vui trả lời, dù quả nhân bất tài cũng đâu dám khinh nước như thế. Ngụy Mâu đáp, xin đại vương đừng giận, vì sao đại vương không giao thước lụa này cho quan Trung Lang làm mũ? Vua Triệu đáp, quan Trung Lang không biết làm mũ. Ngụy Mâu đáp, làm mũ mà hỏng thì có hại gì cho đất nước hay không? Vua Triệu đáp, mũ hư thì làm cái khác, có liên hệ gì tới đất nước đâu, sao công tử lại hỏi thế? Ngụy Mâu đáp, làm mũ hư không hại gì đến đất nước, sao đại vương lại cẩn thận phải chờ có thợ mới sai làm? Còn việc nước thì lại khác, xã tắc hương tàn khói lạnh vì đại vương không giao cho người hiền tài mà giao cho bọn nịnh hót. Đại vương làm vua một nước, xã tắc không lo, lại lo một thước lụa, một cái mũ, đó chẳng phải là đại vương chưa phân biệt được cái nào quan trọng hơn cái nào sao? Cầm vận mệnh một nước mà coi cả nước không quan trọng bằng một thước lụa thì thật là vô lý. Vậy mà ngày nay có rất nhiều người coi một đời người 100 tuổi quan trọng hơn cuộc sống đời đời. Họ chỉ chú trọng vào sự sống ngắn ngủi như gió thổi thì không khác gì vui chuyện đâu. Vậy mà có nhiều người coi vật chất thế gian có quyền năng hơn cả đấng tạo ra vật chất thế gian thì thật lạ thay. Hậu quả thứ ba, không bao giờ thỏa mãn. Câu số 6, ở trong nơi đồng vắng khô khan. Đồng vắng khô khan nếu dịch đúng nghĩa, đúng chữ thì có nghĩa là sa mạc nóng như thiêu đốt. Ở nơi đó luôn luôn khát nước và sẽ không bao giờ hết khát. Không bao giờ được cái cảm giác thỏa mãn cơn khát nước khi ở trong sa mạc thiêu đốt. Vừa uống nước xong, cơn khát lại bắt đầu. Nếu sống làm địa chỉ, người đó sẽ không bao giờ thỏa mãn. Người sống làm địa chỉ sẽ không bao giờ vừa ý với cuộc sống của mình. Họ luôn luôn muốn có nhiều và vẫn tìm kiếm nhiều hơn và chuẩn bị để có nhiều hơn. Họ không bao giờ thỏa mãn được một giờ hay một giây phút nào đó trong cuộc đời và sẽ không bao giờ, cho nên họ tiếp tục tìm kiếm điều sẽ làm cho họ thỏa mãn. Hậu quả thứ tư, sống lẻ loi. Câu số 6, trên đất mặn không dân ở. Nếu sống làm địa chỉ, người đó sẽ sống đời lẻ loi. Thưa quý vị, ngược với người sống làm địa chỉ là người sống đúng với chỗ của một cơ đốc nhân. Làm sao để biết được? Hãy nhìn qua kết quả trong cuộc đời của họ, như trong sách Jeremy có nói trong đoạn 17, câu số 7 và câu số 8. Phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy. Ngộ khi trời nắng chẳng hề sợ hãi mà cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì mà cứ ra trái không dứt. Chìa khóa của hạnh phúc là đặt trọn đức tin vào Chúa và hết lòng tin tưởng Ngài. Kính thưa quý khán thính giả, vì thời gian phát hình của chúng tôi có giới hạn nên chúng tôi xin phép được tạm chấm dứt tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Kính chúc quý vị và gia đình một tuần lễ bình an và phước hạnh trong tay Chúa. Trân trọng kính chào. Đời người rồi qua mau, thân con ta từng ngày lời ngài.